Xin chào các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là cây cỏ lồng. Loại cỏ này thường có thân khá là rỗng. Mình của thân thường rất là tròn. Loại cây này thì thường chúng sẽ cho từ phần gốc sẽ lên những cái phần cuống như thế này, và phần ngọn là những cái lá xòe. Những cái lá này thường bọc theo từng tầng, tầng lớp một. Có thể quan sát thấy mà chúng mọc theo từng tầng, lá sẽ mọc xoay theo chiều giống như kim đồng hồ. Phần lá sát với phần thân của cây, ngoài chiếc lá dài và nhỏ nhọn màu xanh bên ngoài như thế này, thì sát với phần thân của cây, bên trên mỗi chiếc lá dài như thế này, sẽ có một cái lá nhỏ màu trắng nhọn giống như hình tam giác, gắn liền với phần lá dài bên ngoài. Loại lá này thường có những cái đường viền khá là sắc. Những cái viền hai bên vành lá giống như là những cái lưỡi răng cưa. Không chỉ thế mà đường gân chính của lá cũng vậy. Đường gân chính của lá thường có màu vàng, chạy dài từ phần thân đến hết phần ngọn của lá. Nhìn vào thì từ xa loại cây này giống những cái lá được xếp tầng trồng lên nhau, giống như là một bông hoa với những cái cánh màu xanh nhỏ và dài. Chúng sẽ mọc theo mọc theo kiểu giống như là hình tròn, lá lọ tầng lên là kia, xoay vòng tròn cho đến phần ngọn